Hi, chào mừng các bạn trở lại với channel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tự dán kiến cường lực. Bởi vì thật ra mình thấy có khi đem ra cái dịch vụ người ta dán nó không có tỉ mỉ bằng chúng ta, nó không có đúng ý chúng ta. Có những cái góc nè, có khi nó sẽ bị lệch, nó không thật sự chính xác lắm. Chúng ta có thể tự mua về dán, nó sẽ đúng ý hơn. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ có hai cái miếng lau. Thứ nhất là wet, là miếng lau ướt. Thứ hai là miếng lau khô, chúng ta sẽ lau miếng lau ướt trước. Cái công đoạn lau là rất là quan trọng nha, bởi vì chỉ cần một hạt bụi nó sẽ làm bọt khí rất là xấu. Okay, chúng ta sẽ xé cái miếng số 1 ra, miếng lau ướt rồi nó đây. Chúng ta sẽ lau sôi kỹ, lau tỉ mỉ vô. Rồi sau khi ngắm nghía thế là thật sạch rồi, chúng ta sẽ chuyển qua miếng lau khô. Đây, số 2. Rồi ok, sau khi đảm bảo đã hoàn toàn sạch bụi rồi, đây nó có gờ chúng ta gỡ ra nè. Đó, ta nhẹ nhàng để xuống. Rồi giờ chúng ta sẽ bật màn hình lên để mà canh. Thì cái góc canh các bạn nên canh từ phía trên, các bạn nhìn xuống. Các bạn đừng có ngồi, các bạn nhìn xéo á, thì nó sẽ không có chính xác. Đó, bây giờ chúng ta cẩn thận canh. Rồi, mình thấy là khớp rồi đó. Hiện ta bắt đầu nhấn xuống. Lưu ý là các bạn không có kéo nhiều cái phần nhựa siêu dưới nha. Các bạn kéo tới đâu á, thì các bạn vuốt tới đó. Các bạn để nhiều quá, cái góc xéo quá nó sẽ bị gãy. Đó, các bạn kéo từ từ, kéo tới đâu các bạn vuốt tới đó. Nếu mà thấy cần điều chỉnh á thì các bạn dở lên, các bạn nhẹ nhàng điều chỉnh lại. Đó, bây giờ mình thấy khớp rồi đó. Đó, vuốt từ từ xuống. Thấy dùng cái miếng lau nè, vuốt. Giờ tắt màn hình để coi có bọt khí không. Bọt khí người ta vuốt. Rồi người ta vuốt xuống. Đừng để cho cái góc bị nghiêng lớn quá. Nghiêng quá là sẽ bị gãy. Rồi, bây giờ là hết bọt khí dưới nè. Đây, phía trên này còn tí bọt khí. Rồi, hoàn hảo tuyệt vời. Rồi, bạn tiếp tục đẩy những cái góc này nè, cho nó khít sát xuống. Nếu mà không sát xuống, dùng một thời gian nó dễ bong lên lắm. Vậy cho keo nó hít dính sát dưới luôn. Các bạn phải để cái góc thấp xuống nè, các bạn kéo. Còn nếu mà các bạn để góc cao nè, thật ra mình cũng đã bị thất bại hết hai miếng. Nếu mà ta gỡ ra nhiều thì ta để góc cao xuống nha nè, ta cho nó dính xuống từ từ kể nha. Đó, nó rất là giòn các bạn, rất là giòn. Chúng ta phải để thấp xuống cho nó hít vô từ từ, từ nè. Chứ còn nếu để cao vậy nè, ta đẩy xuống bể ngay. Rồi hoàn hảo, bạn thấy nè, cái mép sát vừa khít luôn. Chúc các bạn thành công.